mới đi cắt tóc về nha các bạn. Rồi lời nói đầu tiên trong chào video bạn cái gì? Sai. Ủa? Mà là lời xin lỗi dành cho những bạn fan. Bởi vì mình hứa khi mà cái clip thực hiện theo TikTok trên 100.000 like mình sẽ làm tiếp. Nhưng mà mãi tới ngày hôm nay mình mới có thời gian để trở về làm cái series này. Đó, tao nói với mày rồi. Cái series làm theo TikTok của mày hot từ trước tới giờ. Clip nào up lên cũng khoảng 4 triệu view với 140.000 like hết trơn, thấy không? Vậy là bữa nay mình quay làm theo TikTok nữa hả? Đúng rồi. Trên 100.000 like. Ôi, hai đứa bay quay đi, tao không quay đâu, tao về. Ủa, trước á. Gì vậy? Trời ơi, gì vậy? Mày cán nó lại coi. Hỏi cho ra lẽ coi. Từ từ nói, tao quay phim đi đâu vậy? Vụ vậy? Hai đứa bay không biết thiệt hay là cố tình không biết? Cái vụ gì? Nói nghe. Gần đây có một bạn anti fan nói xấu mày á. Xấu cái hả? Gì? Nói là ý tưởng làm theo TikTok đó đó, mày ăn cắp của người ta. Chứ không phải mày nghĩ ghê. Mày nói là phải có bằng chứng. Cái gì đâu, đưa tao coi. Đây nè, cho mày coi nè. Đâu, mở coi. Phải có bằng chứng. Nó nói là bạn Jenny Quỳnh up vào 4 tháng trước nè. Nè, tao biết, có coi. Rồi. Nó dễ thương lắm á. Bạn Yến Nhi 1 năm trước. Rồi. Sao nữa? Bạn Mark TV 3 tuần trước. Rồi, Mark cái này dễ cũng thương làm hay nè. Rồi sao? Hà Sam TV 1 năm trước. Thấy chưa? Mày nói gì nữa đây? Khoan, chịu khó lên YouTube nhắn vô Tony làm theo TikTok. Tony rồi luôn. Tao cái đi. Mày tham khảo ông ta, mày cũng phải tham khảo rồi nè. Tao chứ. Rồi thấy đó, sao? Thấy chưa? Tony TV 1 năm trước 12 triệu view luôn. Đúng. Mày coi cái kênh phụ tao kìa. Còn kênh phụ nữa. Ê, rồi. Kênh phụ 10 triệu view luôn. Rồi, rồi bấm vô đó giùm tao coi. Ghê vậy trời. Rồi. Còn sao nữa? Coi cái thời gian, coi bấm vô cùng mũi tên. Clip. Bấm vô, mày coi ngày mấy á? Ngày 17 tháng 2 năm 2020. Tính ra là gần 2 năm rồi đó hả? Đúng rồi. Rồi, rồi ai bắt chước ai vậy? Hỏi nghe nè. Vậy là mày làm trước. Mà cái vấn đề ai bắt chước ai ở đâu có quan trọng. Đã nói là cái clip làm sao giải trí nó chất lượng là được. Ừ, mày hay được. Mấy anh anti fan nó cứ thích hơn thua với tao. Mày hiểu không? Nó thích dìm tao xuống. Cái đó là mày không có kiến thức. Đừng có đổ thừa cho anti fan này kia. Ừ. Tao muốn nói gì tao nói. Còn đúng hay sai mày phải biết tự kiểm chứng lại. Ok, tao xin lỗi mày. Không có gì mà mày cũng đừng nói nữa. Mày nói thêm nữa là mày bị người ta chửi là sống đạo lý đó. Cái gì đạo lý nữa? Đạo lý gì? Là gì? Các bạn nói sai. Chuyện không nói có, chuyện có nói không. Giờ tụi mình giải thích kèm theo bằng chứng cho các bạn thấy các bạn sai. Bây giờ đổ cho tụi mình là nói đạo lý. Tụi nó ngang ngược sao mày nói khó hiểu quá Bạch đầu bếp ơi. Sao không mấy bây giờ mày cho ví dụ đi cho các bạn dễ hiểu. Ê, tao hiểu ý của ông Bạch đầu bếp. Mày cầm quay đi. Đây. Bây giờ mình là trong gia anti fan nha các bạn. Ủa vậy tao là Tony nha. Rồi. Tony này 26 chai các bạn gán coi giùm mình cái. Anti fan á là phải để cho tóc nó phủ phủ trước mắt nha cho nó ngầu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hay ngầu lắm rồi đó. Đó. Mày xô nhẹ nhẹ thôi. Ví dụ mà mày xô mạnh quá vậy. À, hơi nhập vai các bạn. Ừ. Làm lại á. Thằng Chí nó nhỏ con mà mày làm gì? Đúng rồi. Tony TV nè. Anti fan à. Đây. Vậy. Tối ngày qua 8 giờ mày ăn chậm chó nhà tao quá. À, tự nhiên chậm chó nhà các bạn. Cái xàm gì vậy? Tối qua lúc 8 giờ tao với ghệ đang ăn kem ngoài tiệm á. Có chụp hình nè, thấy không? Đó, tin nhắn còn gành gành đi nè. Mày nói gì vậy? Thôi, mày là thằng sống đạo lý. Mày bị ngáo à? Mày vu oan cho tao. Tao giải thích cho mày hiểu, kèm theo bằng chứng chứng minh là mày sai. Rồi bây giờ mày nói tao sống đạo lý à? Tao nói đúng rồi mày ơi. Tao là vậy đó. Để cho các bạn thấy là khi ai đó ghét mình rồi thì mình có nói gì đi chăng nữa thì họ cũng ghét mình hết. Đúng rồi. Hồi xưa lúc mà mình được cái nút bạc 100.000 người đăng ký á thì anti fan họ đã vào công kích mình rồi. Thì mãi tới ngày hôm nay kênh nó đã lên tới gần 7 triệu sub thì cái số lượng anti fan nó phải nhân gấp 70 lần. Đó, thành ra cái cảm giác bị vậy công nhiều kích lắm luôn á. Là mình cũng quen rồi. Thì mày quen chứ tao chưa có quen nha. Thôi từ từ rồi mày sẽ quen thôi. Thì như các bạn cũng biết cái chân lý rồi, muốn ngồi ở cái vị trí không ai ngồi được thì phải chịu được những cái cảm giác khó ai chịu được chứ. Đồng thời mình cũng nhận được rất là nhiều lời động viên từ những bạn fan trung thành. Ừ đúng đây rồi đó. Nè. Đó, trên màn hình các bạn có thể đọc để tham khảo. Nhiều rồi. Bạn động viên lắm á. Sẵn đây thì mình cũng cảm ơn các bạn anti fan luôn. Các bạn nói ghét tụi mình mà clip nào tụi mình up lên các bạn cũng coi rất là kỹ. Nhờ vậy mà kênh tụi mình có thêm một cái lượng view kha khá. Đúng, cảm ơn các bạn. Bữa nay quay gì mày nói luôn đi Vinh ơi. Thì mấy cái thí nghiệm hay là mấy cái ảo thuật của TikTok mà hay hay đó. Tối ngày hôm qua mới thấy được có mấy kiến thức hay ho. Ê, tao mà cũng biết nữa nè mày. Ủa, mấy clip kia tụi bay làm trước rồi. Clip này để tao làm trước cho. Ok, đây tao quay rồi, cho nè. Cam đi. Đây, để tao coi coi mày tham khảo được cái gì. Xin giới thiệu với các bạn cây bút thần kỳ. Ghê giọng nội. Thần kỳ. Cái nguyên liệu chuẩn bị rất là đơn giản, chỉ cần hai cái đũa, hai cái bút liên kết lại với nhau. Sau đó bạn muốn vẽ gì đó các bạn vẽ, thích gì vẽ đó. Giờ mình vẽ hình vuông đi, hình tròn rồi hình tam giác. Hình tam giác. Ồ, thấy chưa?
Vẽ một được hai, đủ thần kỳ chưa? Hai. Bây giờ mình thích vẽ không? Đúng. Mày cầm đi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tự làm viết bút lông tại nhà. Bước 1, chúng ta sử dụng một miếng khăn giấy ướt cùi bắp. Lấy cây kéo được đúc từ thiền thạch để cắt nó ra. Rồi cuốn vào thân của một cây tăm bông không có lông. Lấy miếng băng keo dán lại. Để coi chọn cái loại màu thực phẩm nào đây. Thôi, chọn hai màu này đi. Chúng ta nhiễu hai màu khác nhau vào hai đầu của cây tăm bông. Thế là đã được một cây viết bút lông thần thánh rồi. Để thử xem nó sử dụng có ổn hay không nha. Đây, cái bút lông tự chế. Mình sẽ vẽ hình mặt cười cho các bạn xem nha. Đó, đẹp ta. Đó, từ từ. Con lạnh vậy. Thì mình có cái miệng, ba, cái phần tóc. Thật là vi diệu. Nói anh Chí, diễn trò gì đây? Mình á thì không có giỏi bên mảng nghệ thuật, nhưng mà mình biết ảo thuật. Các bạn đi theo mình. Mời các bạn xem Chí sư đệ biểu diễn cái nha. Đây là cái nến. Mình có thể làm cho nó cháy được ở dưới mặt nước luôn nè. Rồi sao? Đừng nói giống tao bữa nha. Coi đi, coi đi. Rồi, để nó xuống đây đi. Rồi, sao nữa? Các bạn lưu ý, cái ly càng bự thì cái nến cháy càng lâu. Đây. Đáp xuống. Wow, wow. Ghê, 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 ghê. Hay lắm Chí ơi. Lành. Rồi, tắt rồi. Tắt rồi. Nhưng mà mày có biết tại sao khi úp cái ly xuống một chút xíu là cái nến nó tắt không? Tao không biết. Trời ơi, con gà này, trong cái ly nó có oxy đúng không? Mà lửa cháy thì cần oxy. Chính xác. Một hồi sau cái lượng oxy trong ly nó hết rồi thì ngọn nến nó tắt. Ơi, vậy hiểu không? Mà cái đèn của con Chí còn gà lắm. Nít cũng biết làm nữa. Tao mày chết. Nếu mày thích làm đèn cầy thì tao cũng có một cái trò liên quan tới đèn cầy, nhưng mà thú vị hơn mày nhiều. Trời làm đi mày. Bây giờ đốt cái đèn cầy lên tới nhà. Quay sao nữa? Rồi để cái đèn cầy xuống đây. Làm trò gì đây? Hai đứa bay có tin tao ngồi ở đây mà thổi tắt cái đèn cầy không? Trời ơi, chuyện đó ai làm được. Mày giỡn mặt với tao hả? Nếu tao để một cái chai ở đây thì có tin tao thổi tắt không? Có nghĩa là cái chai trắng ở giữa hả? Đúng rồi, Chí tin không? Tao nghĩ là không có tắt đâu mày. Đâu, bây giờ mày thật, tao không biết. Các bạn tin không? Rồi bây giờ thổi đi mày. Thổi thử coi. Wow! Gì ghê vậy mày? Tao phải làm thử. Mày làm gì? Tao muốn làm thử làm đi. Mày làm gì? Tao có cái chai này bự hơn nhiều. Quăng ra chỗ khác đi. Làm gì ghê tại? Tao hỏi thử coi. Khoan, từ từ. Để tao quay cho khán giả coi. Được chưa? Rồi. Cái lần này á, mày cầm cam đi, tao vô biểu diễn. Cầm đi. Mày tính làm gì? Tính làm gì nữa? Đốt đèn cầy đốt lên đi. Chai nó còn nhỏ lắm. Ok, để tao đốt. Đây nè. Chí thích chơi hàng bự phải không? Trời ơi, nguyên chà bắp khổng lồ. Tao chơi hàng bự với mày. Chà bắp. Mày đi ra luôn đi, để mày đứng gần đèn cầy mấy bạn nói mày thổi đèn cầy tắt đó. Rồi. Tao đứng sau lưng mày. Trắng ở giữa luôn nha các bạn. Rồi, mày quay xa xa đi để các bạn nói mày thổi. Thôi đi. Tắt rồi. Thí nghiệm này rất là hay. Rồi, tiếp theo là một cái thí nghiệm vật lý của mình. Đi qua bờ bên đây đi. Hai anh em thích thí nghiệm vật lý vậy? Đúng vậy. Trò này hay lắm, nó mang tên là bút chì tự xoay. Sử dụng hai miếng mút để lên hai đầu của cái lon. Tiếp theo, lấy hai thanh tre đặt lên hai miếng mút. Rồi, sử dụng cục 500 đặt ở giữa. Sao tôi thấy phức tạp quá vậy? Phức tạp mới thú vị. Nhìn cho kỹ đây. Cây bút để vô giữa buông ra nó sẽ tự xoay. Tự xoay được nè các bạn. Thấy nó vi diệu chưa? Vi diệu luôn nè. Có thể hướng dẫn cho các bạn làm tại nhà được không? Cực kỳ đơn giản. Bước 1, chúng ta cần chuẩn bị một cục 500, 3 cục pin, một cây pencil và một miếng sắt hình tròn. Bước 2 là sử dụng kẹo nến để liên kết 3 cục pin vào nửa thân dưới của cây bút chì. Và một đầu của bút chì là chúng ta dán cái miếng sắt hình tròn đó vô. Bước 3 là quan sát thật kỹ và làm theo những gì mà anh Chí đang thực hiện trên màn ảnh thì các bạn sẽ thành công. Còn nếu không thành công thì nhất định bạn đã làm sai một bước nào đó. Hãy mở video xem lại cho thật kỹ. Cái thí nghiệm này hay mà dễ làm quá mày. Chỉ cần ở nhà có 500 với có pin là làm được rồi đó các bạn. Tính ra cái thí nghiệm vật lý của mày cũng hay đó. Nhưng mà sao thú vị bằng thí nghiệm khoa học của tao. Làm đi. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo đám mây trong cái chai nước này nha. Đám mây. Nghe thú vị lắm mà không biết sao nè. Rồi. Đầu tiên hướng dẫn lấy các bạn đại một cái chai nào đó. Rồi, sử dụng máy khoan, vùi một lỗ trên đầu nắp chai. Tao tưởng đâu vùi cái lỗ mũi mày chứ. Mày nó bậy quá. Rồi. Như vậy là xong nha các bạn. Tháo nó ra. Gì rắn vậy cha? Chưa đâu. Gắn cái sòi này vô.
À. Cái xoài này là xoài bơm bánh xe nè. Xoài hay còn gọi là cái giòi bánh xe đó các bạn. Đầu bơm cái gì cũng được chứ. Cái giòi bánh xe đạp, xe lắm. Máy, xe tăng hay là bánh xe máy bay với ông nội. Không nói rõ đó, miễn là cái xoài bơm thôi. Ừ. Nhiều cái. Cái này hình như có 10 ngàn hả, ngoài tiệm xe có bán đầy. Rồi, xong ra. Tiếp mình để đây đi nha các bạn. Sử dụng còn 70 độ hoặc 90 độ cũng được. Đó. Chế vô cái chai này khoảng 10 ml. Ok. Hả? Đúng vậy. Ê, tao chế nhiều được không mày? Cũng được luôn. Chế nhiều hao. Chế nhiều tốn tiền. Rồi. Rồi. Dặn cái nắp lại. Tiếp theo làm gì đây? Dặn cái nắp lại xong dặn cái xong đi. Xong chưa? Rồi. Lăn đều để cho còn nó chán đều bên trong nha. Hiểu hiểu cái này hiểu. Rồi bắt đầu bếp. Sao? Giúp tao bơm đi. Rồi nói chung là mày bơm thôi đó. Để tao bơm cho. Mạnh lên coi. Bơm cho cái chai này cứng lên nha các bạn. Ok, cứng lên là được rồi nha. Đấy, giờ được vậy rồi. Là được rồi đó. Ngưng đi bạch đầu bếp ơi. Nó kêu mày ngưng đi. Nó kêu mày ngưng. Bơm chút xíu nữa nó đổ cái chai bây giờ đó. Thí nghiệm gì nổ ra cho nổi. Các bạn, tao có chờ coi điều thần kỳ xảy ra nha. Có đám mây xuất hiện trong chai thiệt nè. Tao thấy cái đám mây này nó mỏng quá vậy mày. Mày muốn vậy á thì bơm thêm một lần nữa chứ có gì đâu. Rồi để tao làm thử cho. Được không? Được, hồi nãy mày làm tao nhìn thấy rồi. Ok, mày làm đi. Rồi. Tao giúp mày bước nha. Đầu tiên là đổ cồn vô nè. Đó. Rồi, sau đó đóng cái nắp chai lại. Rồi. Thiệt là kín đúng không? Đúng. Nhét cái giòi bơm rồi. Vô. Lăn đều cái đã. Lăn đều nè. Quên. Rồi, nhét cái giòi bơm rồi, vô. Rồi, chí bơm. Bơm chứ. Chưa rồi. Bơm đi, đừng gấp. Vào. Miếng nữa. Cứng chưa? Cứng chai chưa? Thiệt cứng luôn. Nhét tinh luôn nè. Rồi được rồi chứ ơi. Đó. Bắt đầu. Dạ. Mở ra. Đó. Wow. Vậy kìa. Chưa. Ở đây tao có một cái ý tưởng này hay lắm. Ý tưởng mày tháo cái giò bánh xe này ra đi. Nó có cái lỗ đây đúng không? Mày bóp nhẹ cái chai là khói nó văng ra mấy cái dòng khói hình tròn đã. Cần lắm. Gì tháo cái giò bánh xe này ra. Ở đây tao có một cái nắp khác khui sẵn rồi nè. Gắn vô lẹ đi. Đâu, tao coi coi. Rồi giờ làm sao đó? Bóp nhẹ cái chai, bóp nhẹ cái chai á. Bóp đi. Rồi. Nè. Ê, khói nó bay ra kìa. Khói nó bay, mày bóp nhẹ thôi nó mới ra cái vòng tròn. Ồ, khói bay ra nè mày. Mà bây giờ ban ngày á khó thấy quá. Ánh sáng ban ngày mạnh như vậy, làm sao mà thấy rõ cái vòng tròn khói bay ra được? Vậy là mày cần một căn phòng tối để làm thí nghiệm này đúng không? Đúng. Thì ra đây là cái căn phòng bóng tối mà mày nói đó hả Chi? Đúng rồi. Ngoài căn phòng vệ sinh ra còn căn phòng lần tối hơn nữa đâu. Ê, bây giờ sau khi mình đã có hai cái đám mây trong hai cái chai rồi, mình sẽ nặn ra những cái vòng tròn khói nha các bạn. Rồi nặn đi. Nhìn đi. Cái vòng tròn thiệt hả mày? Cái vòng tròn có cái kỳ vậy? Ủa, nhìn ơi, sao không bóp ra vòng tròn nó hay vậy? Tôi bóp ra vòng méo xẹo mà. Khoan. Đó, ra vòng tròn nè, cái vòng tròn nè. Khuôn Chí kỹ ta. Ai làm đưa mượn cái chai coi, ông không biết bóp hay gì nè nè, mượn nè, thử nè. Chí bóp coi. Ra cái vòng méo xẹo à. Trời, không biết bóp rồi ơi. Tính ra cái thí nghiệm này thành công quá ta. Đó. Bây giờ tới mày đó bạch đầu bếp. Mày rồi. Có thí nghiệm gì không? Tiếp theo tao có một cái thí nghiệm mới. Bảo đảm với tụi bay là bất ngờ luôn. Thí nghiệm gì? Tên lửa nước. 5 minutes later. Để coi nó bắn kìa. Tên lửa nó làm ngầu quá mà bắn mạnh tao. Wow. Ôi ôi nó bắn cao kìa. Thấy tên lửa người ta mắc điện dễ sợ. Đúng rồi. Rồi mày nhắm cái tên lửa mà mày đang làm nó có mạnh như trong cái clip TikTok này không hả? Mạnh chứ không mày. Nhưng mà cái này chơi cần hai người, người dính với người bơm. Trời ơi tao nè. Nguy hiểm không mày? Không lo phụ tao vậy trơn. Có nguy hiểm không vậy? Đâu có gì đâu nguy hiểm. Không khí nén vậy là nước không à. Cùng lắm là ướt mình thôi. Ê, mày đừng có lừa tao nha. Có nguy hiểm thì nói để tao né. Chứ mình chưa có vợ con, cũng chưa báo hiếu cho cha mẹ nữa. Đặc biệt là mới nắm tay con rể có một lần à. Lỡ mà có mệnh hệ gì á là tiếc tấm thân này lắm luôn á. Tào lao quá, tấm thân này ai đâu cần. Rồi support thằng bạch đầu bếp đi. Tao giữ cho. Thôi. Rồi sao cái âm thanh nó kêu lặt tặt thấy ghê vậy. Oh my god. Ông đâu tao chơi mày. Thế là hết tên lửa chơi luôn. Bây giờ lấy một cái chai nước khác chơi chứ có gì đâu. Cái đó tao làm cho đẹp thôi chứ không có. À, vậy coi ra cái tên lửa này mình có thể lấy cái chai nước bất kỳ làm được nha các bạn. Đúng rồi. Thôi đi tao quay cho. Ok bây giờ bạch tụ bếp sẽ quay mình chơi thử cái tên lửa nha. Tao cũng muốn chơi nữa. Kiếm đại cái chai nào đi. Đây. Ở cái chai bự dữ hả? Chai bự khí nén nhiều. Thôi được rồi chai. Chút nữa đi, chút xíu nữa đi. Nhiều quá là cái tên lửa bắn không nổi đó. Rồi, ok. Đây là làm cho.
Làm cho kỹ nha. Để vô có chừng nước nó ra nha. Phải được thôi. Bắn bài tới cùng căng luôn nha các bạn. Trời ơi. Mình ghê vậy. Rồi lẹ lên đi. Rồi bơm đi. Nó sụp rồi nha. Rồi sụp rồi. Rồi vừa lên vừa lên. Chế hơi được thì bơm ra nha. Rồi nha. Rồi bơm đi chứ ơi. Quá cao luôn các bạn ơi. Quá phê luôn rồi. Quên nữa. À, bạch tổ bếp mày có thể hướng dẫn cái quá trình làm bể phóng tên lửa này không hả? Cái quá trình làm tên lửa này nó đơn giản lắm. Các bạn coi nè. Để làm bể phóng tên lửa, bước 1 chúng ta cần một đầu bơm xe, 3 cò chữ T, 4 nắp chụp đầu ống nước, 6 ống nhựa dài 15cm và một ống dài 30cm. Bước 2, khoan một lỗ trên một nắp chụp ống nhựa và liên kết với vòi bơm xe. Bước 3, liên kết tất cả các ống nhựa lại với nhau bằng keo dán ống nước. Bước cuối cùng, lắp một ống nhựa dài khoảng 13cm vào. Vậy là chúng ta đã có một bể phóng tên lửa hoàn chỉnh. Cũng đã đến lúc khép lại video thôi, bởi vì giờ trời cũng sập tối rồi mà mưa lại tới nữa. Thì hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái video làm theo TikTok của ba anh em mình. Và khi clip này trên 100.000 like, ba anh em sẽ tiếp tục thực hiện cái series này để mang về những tiếng cười cho các bạn tiếp tục. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Bye bye. Ai đây? Vũ Thanh, Tiểu Phương, đâu rồi? Gà đi, lẹ lên. Sao mà chạy lại anh hả? Vũ Thanh, Tiểu Phương. Rồi. Ê, Vũ Thanh. Vũ Thanh nó chạy nhanh vậy. Tiểu Phương nè. Ủa, Tiểu Phương nó tung hồi nào vậy? Còn ai là Tiểu Phương với Thanh. Vũ Thanh. Gà phương tung luôn rồi các bạn ơi. Phương tung luôn rồi, chứ chưa hề hay biết gì hết. Đó. Rồi luôn rồi, tới chuyện Chí rồi, Chí chạy sau lại Vũ Thanh. Vũ Thanh chạy nhanh lắm các bạn. Rồi, Vũ Thanh xấu rồi. Vậy vòng 1 này ai xấu? Em. 1, 2, 3, 4, 5.